theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Tút le pha này phải làm gì mới được có cho mình cái top 1 LG Divide nhỉ? Cờ lắt, sẽ phải, là cờ lắt. Phải tút cái gì bây giờ thì LG Divide mới dành cho mình cái top 1 đây? Vâng, tôi nghĩ là các tút này là tút gì đây thì chịu tút le làm gì. Tút le có một tảng đá, tút le và ba người bạn đến từ Thái Lan, một câu chuyện kinh dị. Vâng, đêm hôm đó tút le về nhà, tút le mở cửa ra nhìn thấy ba anh chàng Thái Lan lực điền đang đứng ở trước mặt và tút le chưa biết làm gì cả, tút le vẫn đang ngồi thôi. Còn tút le là em nghĩ là sau khi vô địch thì đăng cái status đấy là vô địch. Việt Nam ăn top 1. Bây giờ này, Konasi là người kết thúc cái pha thi đấu này. Em nhìn không? Konasi là người kết thúc cái pha thi đấu này. Cái góc của Konasi đang cú giòm rồi đấy, đang ma cả rình liên tục luôn đây mấy anh Thái Lan ơi. Hôm nay là trước cái trận thi đấu này ấy, là anh còn nhìn thấy là một cái ảnh mà các fan hâm mộ bên Thái Lan chế là cái nước tăng lực Konasi. À. Em biết cái lon bò húc Thái Lan không? Em biết cái chai mà thủy tinh màu nâu nâu ấy, dán mặt của Konasi vào đây luôn và bị chiều tút le đang bị đấy. Nói xong Konasi đánh đá thế nhở? Kìa nào, 3-1 rồi đừng dùng đồ nữa anh ơi. 3-1 cứ chơi đồ như này bị ngu rồi. Ôi bị chiều tô, anh ta đã bị bao bấy nhưng mà tút le làm một, bị chiều AD làm ruộng trắng rồi đến từ Konasi làm hai. Và bây giờ thì tút le làm một, tút le làm hai, cúp cầm trên vai, đi vai vô địch nào. Vị trí của Meow là player còn lại cuối cùng. Bây giờ thì vâng, vị trí của Toto cùng với Guap Meow đang gọi là rất lực điền với 100/100 máu, có đầy đủ máu vàng, 12 băng đít. Còn vị trí của Toto có 2 first aid kit, mũ đã hỏng, giáp đã yếu, máu thì không còn nhiều. Vòng bo đang bo vào rất khó ơi. Nhưng mà flat được trả ra, trắng rồi, che. Top 1 dành cho LG Divide với 11 kill, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Và tút le đã làm được, không thể tin được. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên của TSM khi mà Buriram chỉ còn lại một thành viên duy nhất mà thôi. Đẩy lên nào, vạt clear toàn bộ các thành viên của Buriram và đó là top 8 dành cho đội tuyển Thái Lan. Vẫn chưa có đủ lực lượng, đây rồi vạt nằm xuống bởi Jun. Tiếp tục công lên hay không đây, Jun bị đổi mạng nhưng không sao cả. Chúng ta vẫn đang còn tới 3 và Cookie chỉ còn lại có 10 HP mà thôi. JN đang đẩy lên, chúng ta vẫn có thể giữ lại được cái mạng sống của Jun. Levit knock out được đó là leo và bây giờ thì Walkie. Đây là một tình huống clear của LG Divide. Và TSM dừng lại ở top 7, chúng ta còn 6 team với 16 tuyển thủ. LG vẫn sẽ giữ lại được đó là vị trí của người đồng đội của mình, Jun. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ lo lại ngược hướng của Gex. Vòng bom đang ủng hộ hoàn toàn cho LG Divide trong tình huống này. Vị trí của Leo thì sẽ là một điều tuyệt vời nha. Đây rồi, như vậy thì Toto đã gục đi được Leo đúng như dự đoán của tôi. Bây giờ thì công này không phải là quyết định hay ho đâu. Thêm một mạng nữa cho Levit, JN hạ gục đi được chiếc màu ye. Và cái tên cuối cùng có lại bên phía của gạch đó là Yanni cũng bị hạ gục rồi. Đập một kill cho Levit trong tiếng xử lý vừa rồi. Chúng ta đang bắn tứ phương tam hướng và ở đây thì Delty đang có một sự cố gắng để gây đam sang các thành viên Attack on Ram nhưng là không thành công. Vừa rồi Delty cũng đã muốn lên để làm bớt cái sự nóng bỏng ở vị trí của LG Divide đi. Và giờ thì Hardwin của Sonic cũng knock out được Etherford 36 xa tù. Và tình huống bây giờ thì cơ hội mang về top 1, chúng ta chỉ cần lo số lượng người còn lại của Attack on the Round mà thôi. Sonic còn một. Vâng, bây giờ thì Sonic ra đi, mạng lại còn dành cho luôn cả Turtle. LG Divide chúng ta đang bắn liên tiếp vào tất cả những vị trí mà có địch. Và 15 kill dành cho LG Divide rồi. Và giờ thì Attack on the Round đang phải chạy trống. Vâng, một tình huống tham minh cực tốt, tất bỏ hạ gục đi video Speed và thậm chí táp thẳng vào mặt của Jayer nữa. Speed bị confirm. Tất cả những góc đứng của LG Divide đang cao hơn so với Attack on the Round và chỉ cần là những tiếng tận dụng sơ hở của đối phương tốt thôi, LG Divide sẽ có lợi thế rất nhiều. Và tạm thời thì đang là 4v3 rồi. Và vòng bo tiếp theo có lợi cho chúng ta. Gian Cool Swap di chuyển vào bo lốp xe hỏng ở đây, tiếp tục bị táp vào. Và nếu như chiếc xe này nổ thì đó sẽ là dấu chấm hết với Gian Cool Swap rồi. Vâng, LG Divide bây giờ thì cơ hội là có vòng bo ủng hộ lợi thế hơn người và chúng ta đang ép đảm sang. Đây là Levit và LG Divide, họ nốc thêm một thành viên Attack on the Round rồi. Chỉ có lại một mình chơi nhớ thôi, cái bên trên bắn vào mặt của James. 1v4, làm sao mà vượt qua được LG Divide đây. Và đây sẽ là top 1 đầu tiên dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong trận thi đấu này. Và JN ép lên với tình quả Flash. Top lane đi đâu không, đây là GG và play LG Divide top 1. Một top 1 mà đến 15 hay 16 kill cơ. Còn DG họ đang cực kỳ máu lửa và có vẻ cũng đã nhận biết vị trí rồi khi Swiggy bị đốt bởi quả Molotov. Còn Digger đây kẻ đào mỏ nay thì đào với chúng tôi này, trả đam cực kỳ gắt gao với Kurgus và tiếp tục trả đồ ra. Một quả Molotov và quả hai. Không
sẽ nổ thành công. Và đó là cái tên Ferguson. Còn Squeaky thì sao? Knock out IQ 500 rồi. Cơ hội vẫn là còn cho em, nhưng một New Team và một Ferguson còn lại ở đây thì Dicker cũng sẽ phải cẩn trọng như là thấy chưa này. Thấy chưa chị ơi, bên phải chị ơi, New Team vẫn chưa phát hiện ra vị trí của Squeaky. Check kỹ lại nào, nếu không thì sẽ phải nằm xuống một cái tên nữa, sẽ là rất khó. Một người chơi làm thế nào để solo squad được đây? New Team bị xây yếu một chấm máu, nhưng mà hay quá, Nelty hạ gục cho mình vị trí của Squeaky với một tình huống headshot hai viên liên tục luôn. Hai cái tên có kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt trong cái đội hình của Buriram. Và hãy chờ xem họ sẽ làm gì trong cái tình huống này đây. Seize vẫn đang là người để trả những quả flash về phía các thành viên của EVG Gaming, không cho EVG Gaming làm cái tên thứ ba xuất hiện trong tình huống giao tranh này. Đúng rồi, Dagger cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thôi. SD lock thêm cái tên nữa đến từ Delusion Gaming Wide. Ba thành viên còn lại, ôi trời, bao ủng hộ thế đến thế rồi. Lock là hay rồi, lock là hay rồi. Và SD nằm xuống để ma chào. Cơ hội dành ra cho Dagger thời điểm này. Sấy thôi. Dagger đang rất gần rồi. Nhưng ba thành viên còn lại của Delusion Gaming Wide đang lần lượt phải nằm xuống. Và đó là một Dagger cực kỳ bao được. Và cái tên cuối cùng ở đây là Melo. Chỉ còn Melo 4 mà thôi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Hồi máu đi, Nelty gặp bắt đẹp lắm ba từ Nelty. Một minh trí làm hỏi hoàn toàn các thành viên của DGW trong tình huống combat cuối cùng. Với cái nỗ lực của mình thì Trí đã gánh hoàn toàn con tàu mang tên Division Gaming. Bây giờ thì tàu không đắm nữa rồi, mà tàu bay cao quá rồi. Đây là Trí các bạn ơi. Đội tuyển nào sẽ giành cho mình cái top 1 đầu tiên trận thi đấu này? Gọc thì đang là đẹp hơn những Division Gaming. Lượng người là như nhau, nhưng LG Divide họ không có nhiều đồ như các thành viên của Division Gaming, cực kỳ nhiều smoke mask cũng như là molotov được trả ra. Tôi nghĩ là Division Gaming sẽ có được những top 1. Đấy là anh Việt Anh, nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Rất nhiều tốt được giải ra, di chuyển men theo sườn đồi lên các thành viên của mình, để né tầm nhìn đến đội hình của Divide. Nhưng Lê Vít đã nhìn thấy chưa? Lê Vít mất thông tin rồi, họ không còn thông tin nữa. Hết rồi và thôi, xong rồi. Nhưng mà MC và đó là Pucci. Một tình huống Nam Si lên tiếng tốt và giải tỏa áp lực dành cho vị trí của Lê Vít. Chỉ còn lại duy nhất cái tên Fast mà tôi không thể tin được trong một tình huống mà Lê Vít anh ta định bị miss hoàn toàn cái lượng thông tin của mình, thì Nam Si lại giúp cho Levis nhẹ gánh hơn. Flat đẩy vào, Flat đang chịu áp lực vòng bo, và đó sẽ là Flat phải nằm xuống top 1 dành cho LG Divide với 5 kill. Rất là kiểu trinh thám ở đây thưa các bạn, khi mà họ đang tiếp cận được cho mình những cái lỗ duy nhất để mà có thể mở góc nhìn ra đây rồi. Đã có bắn nhau, Nicky có được cho mình cái mạng của Genford và Buriram is mất một người, MG mất rồi một người rồi, Levi là người có được cái mạng này và cả những cái biến khác. Buriram is bị mất hai người rồi. Đúng vậy, phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Buriram mất đi hai người bởi các thành viên bên phía MG, lợi thế dành cho Divide trong tình huống này. Chủ động áp sát bên phía cánh trái vị trí Levi hay không đây? Đây Levi và Nancy sẽ dễ đoán giữ cánh cho người đồng đội của mình. Trong khi đó thì hai người ép lên là Nicky. Buriram is vẫn đang muốn cứu ở đây. Con Mia buộc lòng phải chạy rồi, không cứu được. Và sẽ có một cái tình huống tỉ thí trực tiếp ở đây khi mà LG Divide chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong round đấu này. Chẳng Buriram Esports còn có một người thôi, MG thì hai người, Veteran thì hai người. Thế nhưng mà không việc gì phải vội cả, LG Divide kết thúc LG Divide lại top 1 nữa rồi. Hai top 1 liên tục dành cho đội tuyển này thôi. Khi 4 đấu 2, 4 đấu 1 đấu 2 và sẽ là 4 đấu 2. LG Divide thể hiện phong độ của nhà vô địch PCS2 ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Dã man đến từ LG Divide. MC bắt người ngoài bò và top 1 thứ 2 cho LG Divide. Rất tuyệt vời. Sâu kiểu anh chàng IQ 500 này sẽ làm tốt thôi. Và cái lợi thế hiện tại thì vẫn đang thuộc về các thành viên bên phía team Divide, khi mà cái giao tranh vẫn đang nổ ra giữa các thành viên bên phía team DXG và IQ 500. Lại một tình huống nữa, double kill cho anh chàng này. Và bây giờ dầu gì bắn vẫn là tốt hơn, nhưng Long Ca sửa sai là thành công. 3v3 trong những cái tình huống cuối cùng giữa hai team Việt Nam của chúng ta đang là rất hẹp. LG Divide họ kiểm soát được cả cái mảng dưới của bản đồ này và khả năng cao đến dưới cái mình. Họ sẽ phải đổ đèo vòng quanh thứ 8 rồi. Họ không muốn chờ đợi vòng quanh thứ 8. Họ muốn xuống luôn. Nhưng liệu có là được hay không đây? Tiếp tục tạt lên cái của LG Divide. Dùn tiếp tục nhiệm của LG rồi. IQ 500 còn lại 100 máu, đó là một điều bắn tốt cho cái tên Nam Si. Giờ chỉ còn lại Long Cam thôi và top 1 đến với các thành viên của bên dưới team LG Divide một cách cực kỳ dễ dàng với tổng cộng là 6 điểm hạ gục. Đội hình của bên phía team LG Divide sẽ xử lý như thế nào đây? Bắt đầu giải smoke ra đến các thành viên bên phía team Phoenix rồi. Và bây giờ thì bộ đôi Rin cũng như là cả Rain đang trở lại để gây áp lực vào đội hình của bên phía team LG Divide. Jun cần phải làm cực kỳ tốt trong tình huống này nếu như các thành viên bên phía team LG Divide muốn giành chiến thắng. Đây đã là vòng bo cuối cùng rồi, và không sớm thì muộn, tất cả cũng sẽ phải cùng nhau di chuyển, không thể nấp lại sau những cái gờ đá này nữa. Rất khó khăn.
ai sẽ là người giành chiến thắng chúng ta vẫn chưa thể biết được. Đây là một tình huống hoàn toàn 50-50 rồi. Ai sẽ là người bắn tốt hơn đây? Bắt đầu áp sát lên đến các thành viên của bên phía team Phoenix, và bây giờ đến Nikki vẫn chưa đạt được chỗ Nikki, liên tiếp là người nhập nhà đến tất cả các player mà thôi. Suýt sâu cũng chỉ còn lại chút một chấm máu rồi. Lượng đồ đến từ cả hai team không còn là nhiều nữa, chỉ còn lại những quả smoke thôi. Và tình huống này có lẽ cũng không cần trải smoke ra đâu. Đội hình của bên phía team Enzyme đang gặp khó rồi, họ bị ép lại và Nikki bắt một cái vòng tiếp xuống phía dưới của cái ngọn núi này. Venti vẫn chỉ để lộ ra bất một cái chòm đầu mà thôi. Ren knock out được vị trí của Nam Si rồi. LG Divine đang không có phương để có thể di chuyển, nhưng lại là cái tên Jun lên tiếng một lần nữa. Venti bị knock out, LG Divine Jun bị bắn yếu, nhưng có kịp cắt máu hay không đây? Levit đang bò lên rồi, hoàn toàn có thể là một bất ngờ trong tiếng này. Không nên cứu lại vị trí của Nam Si nữa, Nikki vẫn cố gắng cứu Nam Si trong tiếng này. Đây là khoảng thời gian cực kỳ then chốt rồi, và tiếp tục có một tiếng bắn lôi lên cái tên Rin, nhưng Jun chưa thể tận dụng được thời cơ, và cuối cùng thì Ren kết thúc được Jun. Và tình huống đang là hoàn toàn lợi thế dành cho các thành viên bởi vì Team Ferox. Team Ferox cũng chưa thể cứu lại người, và Jun cũng đã nằm xuống, và Whisko nằm xuống ở đây. Và cơ hội này LG Divine vẫn có thể nhà, vẫn chưa biết chiến đấu, nhưng bất ngờ sát thương vòng xanh quá đau. Nikki phải nằm ôm bụng Nam Si cùng Levit là những người còn lại, và họ sẽ xử lý nào tình huống này. Và Nam Si cũng một lần nữa phải nằm xuống rồi, và Levit top 1 dành cho LG Divine, 8 kill. Bá chủ tại map thi đấu Myanmar chắc chắn là các thành viên của bên phía team LG Divine. Và thật sự thì tất cả các thành viên bên LG Divine đã bắn quá tốt. Đặc biệt, tôi phải nhấn mạnh đặc biệt, đó chính là vị trí của Jun. Tức chưa là biết đâu, mấy thằng này nó chưa có top 1 nào mà nó từng top 2 ấy. Thế á, nhưng mà cả đám nghe mình nhìn thuyết phục hơn mà anh nhờ. Không, nhưng mà em nghĩ là mấy thằng này sẽ vào được mang đấy. Chuyển sang chế độ Arnold Schwarzenegger này rồi em ơi. Thế kẻ hủy diệt này, ông thích nó thêm một lần nữa, kẻ hủy diệt quan điểm luôn. Ôi, ông thích nó, tôi thích mù cao, ok chưa? Ok nha, ok cao là tôi thích một mù cao này. Đừng, trời ơi, chết rồi. Dâu Si đang bắn cover cho mù cao, nhưng để mù cao nó tốt vào đây. Trời chết rồi, Xuân Hòa rồi. Một tình huống là 188 và 188, nhưng với cái tình huống này nó hiện cả chỉ số phụ anh ạ. Đồng nghĩa với việc là Fury vẫn kém đi vài về chỉ số. Mù cao bị đốc ai bởi mèo. Trưởng mèo mù cao. Mù cao. Thằng này dâu Si. Thằng này không có dâu. Thằng này không có dâu. Giết nó. Dâu Si kém gì. Mèo. 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 Nào đâu. Đâu. Đâu rồi. Bắn. Bây giờ rút cả ốp ra này. Một viên duy nhất. Nói chung là góc, là một cái góc không thoát được rồi. Đúng rồi. Gọi điện cho mèo U đi. Bảo mèo U ơi. Đúng vậy. Một viên. Không có. Nào, bắn đi anh. Bóp có. Lập ra. Bóp. Không có bóp. Đây là. Nào, đừng để nó chạy. Bắn. Đừng để tiền rơi. Và đó là. Đừng để tiền. Thôi chết nào. Thằng này nó quẩy xèo quá anh ơi. Nào. Ăn em đi nào. Tao ra lệnh cho nhà ngươi tự hủy. Là Kamatatak Nomalin. Ôi trời ơi. Rồi, mẹ kia. Công luôn, công luôn. Công luôn anh ơi. Anh ơi, ăn nó. Mình phải ăn nó. Nào, cái thằng này có vẻ người đọc được tình huống. Đây là thành công cuối cùng của Fury rồi. Công đi, công. Công. Việt Nam nó đi anh ơi. Việt Nam. Mèo. Nên đâu rồi, nên đâu. Vô địch. Cái gì đã xảy ra? 2 tỷ rưỡi. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là mèo ủ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cứ mỗi lần tôi cắt nó lại như thế này? Anh đó là cứ bị vô đúng không? Đúng rồi. Em đã từng đi Đức. Nó cũng như thế này. Phàng Kỳ cũng đã từng đi Đức. Cái gì đã xảy ra thế này? Nổ địa chỉ đi. Vàng bạc mày to nha. Đúng rồi, vàng bạc mày to nha. Vàng bạc mày nhiều nha. Nhưng mà cái đẳng cấp của Mighty lại không bằng. Khi mà ở đây Magic đẩy lên. Và đó là XS đang còn trả đam. Và Magic có về cho mình 3 người. Với việc như thế này thì Victim Ride khả năng cao là họ sẽ không vô địch. Và đó lên mái nhà bắt con gà. Lên mái nhà bắt con gà đến từ Captain Mèo Ú, đội trưởng của chúng ta. Hãy cùng xem nào, một tình huống bắn sẽ là như giọt nước từ trên xuống đầu để đưa team Magic Esports. Và một người phải nằm. Đó là vị trí của Tông Cà. Tông Cà với cả Long Cà với chúng tôi này. Và bây giờ thì ui, vẫn rất là tím từ vị trí của Mèo Ú nha. Với cái vị trí của Mèo Ú như thế này thì trời ơi. Ui, đang bo vào và các thành viên bên phía của 2 đấu 3 đấu 1 thôi các bạn. Mèo Ú đứng ở trên mái nhà thì anh ta sẽ có nhiều lợi thế nhất trong pha thi đấu này luôn. Và đó là bọn Si phải nằm xuống, cứu lại thuộc về vị trí của Mèo Ú. Không có cửa cho Victim Ride nữa chúng rồi. Chúng ta sắp vô địch, chỉ cần một mạng nữa chết mà không phải là Victim Ride bắn thôi là chúng ta sẽ vô địch. Đúng là như vậy. Chỉ cần một mạng nữa nằm xuống mà không phải là Victim Rise.
Và Hoàng Vũ bây giờ, Hoàng Vũ chỉ cần nằm xuống thôi và người có cái tự hủy. Và đó là Sula. Dành cho chúng Divine ta Esports. Sẽ vô địch tại giải đấu PUBG Continental Series 2. Và thậm chí là chúng ta cũng sẽ có một cái top 1 cuối cùng dành cho một đội tuyển đến từ Việt Nam. Có thể sẽ là XS khi mà ở đây Mèo U anh ta đứng trên mái nhà ở dưới vẻ bắn nhau trước. Và đó là Victor dành cho người và Magic Esports dừng lại rồi. Liệu và một thành viên còn lại của Victim Drive và dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi không quan tâm. Và đó là từ trên cao ta nhìn xuống. Hello. Từ trên cao ta nhìn xuống. Hello. Đâu cắt môi chúng tôi à. Mèo U là người cuối cùng sống sót và cái gì nó vừa xảy ra. I'm fucking on top. We are Vietnamese. 4 team thi đấu còn lại và tôi thấy rằng đó là hai còn lại hai đại diện Việt Nam mà thôi. Division X và DIC, Buriram cùng Victim đó là đại diện của Thái Lan cùng với cả Indonesia. 7-4 là một Sony đang đánh theo cánh phải. Sapao vừa nằm lại, không chính xác là Long Ca vừa nằm lại. Sapao là người còn lại của Division X. Bây giờ thì sẽ ở thế khó hơn rất nhiều. Buriram, Godmia cùng Konasi đang có vị trí đẹp hơn. Nhưng lúc này chủ động hơn vẫn đang là 7-4-L1. Và 7-4-L1 bắt được vị trí của Konasi. Một tình huống xấy hơi lỗi và buộc phải trả giá rồi. Tony quả nết tốt hạ gục được Konasi. Nhưng 7-4-L1 cũng đang phải nằm ôm bụng ở kia. Tony lựa chọn cuối cùng ta và anh Quân lúc này cũng đã gạt dò được vị trí Nara rồi. Buriram dừng lại chỉ top 4. Và DIC có tổng cho mình 12 kill qua game thi đấu này. Một kiến đấu quá tuyệt vời và cũng chỉ còn lại một mình anh Quân của DIC mà thôi. Sapao cũng đang đánh theo cánh trái. Tết đây và người đồng đội Man là những thành viên cuối cùng của Victim. Cơ hội dành cho tuyển Việt Nam là rất nhiều. Và bây giờ thì chắc chắn rằng Sapao sẽ là cái chìa khóa để có thể giữ lại được một cái top 1 dành cho những đội tuyển tới từ Việt Nam. Và tôi tin rằng Sapao hoàn toàn có thể làm được rồi ạ. Cùng đi với chiếc Man rồi. Một quả flash được ném ra, quá nhiều tactic và bây giờ thì repick thôi nào Sapao ơi. Nhìn thấy rồi, nhưng ngay lập tức là một quả flash trả ngược lại tới được vị trí đây. Sapao bị bắn từ đằng sau nhưng đó vẫn là double kill dành cho vị trí của Sapao. Thiếu được đưa trở về là 1v1 với vị trí của Tony. Và giờ thì Sapao tiếp tục là cái tên Sapao với 6 mạng. Division X biết luôn cả các thành viên của Buriram. Và giờ đây NBK tiếp tục tam sao nhưng cần phải gọi thêm những người đồng đội nữa để có một sự nhất quán. NBK có mạng Konasi rồi, tạp yếu được cả SD. Vẫn đó là double kill dành cho NBK. Và giờ thì như những gì mà tôi đã nói từ đầu, với tình huống bắn khều sang bên phía của Buriram cũng như là Phoenix Gaming thì bây giờ Division X đang gặp khó rồi. NBK tiếp tục thể hiện khả năng bắn kiểu mini 14 của mình. Vẫn đó là mạng thứ tư dành cho NBK rồi. 3 team thi đấu, 6 tuyển thủ, Division X có 2, Fury có 2, Dejet có 1. Và chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội, nhưng vòng bo lúc này bên trong đó là các thành viên của Fury. Ronan cùng với người đồng đội của mình đang có vị trí cực kỳ đẹp. Bây giờ tiếng súng nổ lên thì người ông đắc lợi sẽ là dành cho Fury của Australia. Nhưng bây giờ thì liệu kết cục diện trận đấu ta vẫn mong muốn rằng là dành cho các team thi đấu Việt Nam nhiều hơn. Như vậy còn 2 team thi đấu và 3 tuyển thủ thôi. Sapao cùng Long Ca là những người còn lại và cái tên còn lại của Thái Lan đó là Yoshi. Và cái top 1 gọi tên Division X Gaming. Game dây leo được xin nằm xuống rồi nhưng Zoumen đã bị bắt bởi CZ18 sau hàng nghìn pha tap mini 14 của mình. Confirm được hay không đây? Tuy nhiên thì vừa rồi Jensen Zela cũng đã bị confirm và SCT bị bắt bởi Kira rồi. Bên phía Forsman đang mất người liên tục, SCT bị bỏ lỡ chết đây. Và kết thúc mạng của Quincy Forsman rồi. Quincy Forsman đã dừng lại và chúng ta chỉ còn lại cái tên Buriram là tuyệt thôi. Buriram đang gặp khó khi team Phoenix đang bắn chảo và là cực kỳ rát. DIC có thể chặt bỏ các thành viên bên phía team Buriram đến tết trong thời điểm này nữa. Khót mẹ mèo không được Gram Zed rồi, nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía Buriram đến tết sẽ chạy đi đâu đây? Họ còn xe, đứng phía trước mặt đang là đội hình của bên phía team DIC Gaming. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía Division X Gaming họ sẽ cực kỳ thoải mái rồi khi biết được rằng một đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch của mình đã phải dừng bước rồi. Chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía Division X Gaming họ đang rất tự phấn rồi, đang rất bay luôn, tiếp tục tăng lên cho vị trí của Long Ca nhưng vẫn chưa chính xác. Nhưng vấn đề là vị trí của các thành viên Buriram đang ở phía bên ngoài bo. Xe đổ rồi, bỏ xe chạy đi đâu đây? Tạt và đó là mạng dành cho Sapao. NBK confirm ngay Konasi rồi. Buriram liên tục dụng đây và chỉ có lại hai người thôi. Gót mèo là quần tháo chạy nhưng Long Ca hết đạn bên đây chứ không sao, còn mơ hôn xây đổ xe. Buriram chỉ có lại một người chơi chết thôi. Top 1 chứ một định đã gọi tên các thành viên đi giết tới nơi rồi và cũng chờ là xem nào. 7-4-L1 vượt khó cho mình một tiếng, đắp bầu kêu và chuyện gì đang xảy ra thế này? Team Phoenix dừng lại ở vị trí top 9 và đó là chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía team DIC. Buriram cũng dừng lại vị trí top 8 và chắc chắn sẽ dành cho các thành viên bên phía Division X rồi. Và thậm chí rằng vòng bo tiếp theo Division X mình vẫn chưa cần phải di chuyển quá nhiều đâu. Còn xem rớt từ sau đây, đội hình của Bahamut Gaming cũng đang ở rất gần họ.
Và hôm nay thì Bahamut Gaming đã lên được top 10 rồi, khi mà ngày thứ hôm qua họ ở vị trí đáy bảng. Và đây sẽ là quả nết được ném ra đến từ 7up và Saki. Cả Zigu cũng ghi điểm nữa. Hãy nhìn cái tình huống ném nét này đi. Và đó là Bahamut Gaming dừng lại vị trí thứ 14. Đây là một cái highlight của 7up. Vâng, đây sẽ là một tình huống mà các team ở viên bóng bo họ phải va chạm vào nhau rất nhiều. Và đây cũng sẽ là cơ hội cho Buriram, họ thoải mái cầy kill thôi. Dây dây leo của Desi có rồi mà tốt rồi, tự nhiên Sim đi nổ súng cả và một game một tốc ca cũng nằm xuống rồi. Và có vẻ như đó sẽ là rất nhiều điều cùng cho bộ đôi của bên phía team Desi, trong khi Mighty của Legend cũng nằm lại một pha và Desi bắn tất cả các team của viên bóng bo. Và bây giờ thì liệu rằng có mấy kill đây, bị kém hơn một mạng rồi, nhưng dây leo đã còn phần được một người chơi, đó là vị trí của phát bên phía team Legend. Một điểm mà khủng khiếp cho DIC và thể hiện tại thì họ đang trở nên chống trải hơn rất nhiều bên phía cánh trái rồi. God meow, đốc cao thì đã ăn con vào đó ngay lập tức cũng chứa con tương vị dây dây leo. Không được nằm xuống vị dây leo anh ơi, lùi về anh ơi, đừng chết dây dây leo ơi. Speed phát hiện ra được vị trí dây leo rồi, bây giờ không thể lùi về và chả sốc ra được dây dây leo. Vâng, dây dây leo có nằm hay không đây, nhưng dây leo vẫn thể sống được trận đấu này. Trong khi đó thì Bahamut Gaming lại chỉ top 4 rồi. Buriram đã có pha chống trả tốt và họ vẫn giữ nguyên được cả 4 người chơi nha. Các thành viên của bên phía team Buriram họ bắt đầu đẩy lên, và nên nhớ rằng Buriram vẫn đang còn đầy đủ đến tận 4 người trong game thi đấu này nha. Nhưng Buriram bắt đầu quay sang đẩy bên phía team Q confirm rồi. EAT confirm được bảng của Gem. Zoman đông cao điểm EAT, và đó là một tình huống không phải double đông cao dành cho vị trí của Zoman. Nhưng bây giờ thì God Meow lại hạ gục đi được dây dây leo và thôi xong rồi. Buriram mất đi 2 người, DIC mất đi 1, chỉ còn lại một mình cái tên CBD thôi. Zoman không bị knock out bởi Konasi, và chúng ta thấy rằng DIC họ vẫn đang cầm cự ở trong tiếng này. CBD đi cứu đi vị trí của dây dây leo ư? Liệu có phải là một quyết định khôn ngoan gì cho các thành viên của phía DIC Gaming không? Đây chúng ta nhìn thấy rằng Q confirm, nhưng mà cả Buriram Legend vẫn đang tranh thủ va chạm với nhau. Hợp lý rồi, Buriram và Q confirm ơi, bắn nhau đi, đừng bắn DIC, và có vẻ như là họ đang làm như thế thật. Speed liệu có nằm xuống hay không đây? Bắt đầu đẩy sang cánh của Speed rồi, các thành viên của bên phía DIC đang có một quyết định di chuyển cực kỳ táo bạo. 2-1, không chọn thì cũng què. CBD confirm được bảng của Speed, và ít nhất thì cũng sẽ có một cái top 2 cho các thành viên bên phía DIC. Và liệu họ có thể tạo nên được một phép màu hay không đây? Buriram chỉ còn lại 3 người mà thôi. CBD nhìn thấy đối phương rồi, một tiếng knock out dành cho vị trí của CBD. 2-2, và các thành viên của bên phía DIC gần mình họ có thể knock out được Van Ra không đây? Đang có một người đó chính là Kodasi đẩy cánh rồi, nhưng Jay Jay Leo đã bắt được tình huống này, và đó là top 1 dành cho các thành viên của bên phía DIC gần mình. Cái tên Philippines đang phải độ và cạnh tranh với nhau một vị trí ở trong bo, và Hải Saiki có về cho mình cái mạng Speed, và bây giờ Jam này lại đẩy láo ư? Các đội tuyển Thái Lan trong cái thi đấu hôm nay hơi láo thì phải, khi mà Q's confirm đã phải dừng lại vị trí thứ 16 rồi. Một cái vị trí mà các thành viên với team Subrot đã xử lý cực kỳ tốt, họ cày kill, chỉ điều quan trọng đó là mấy kill mà thôi. Subang có về cho mình cái mạng của Ren, gà con đông áo vị trí Nicky, Nicky phải nằm xuống rồi. Rosie tự lấy được mạng của Ren, và Kanet dừng lại vị trí top 9 khi mà Subang anh ta lấy lột về cho mình cái mạng của B2. Và như vậy là Subrot họ đã có tới 10 kill dành cho Sprout khi mà vừa rồi ba xỉu lấy luôn về cho mình cái mạng của Rosetta. Cái số kill bên phía team Gearbox thì bên phía team Sprout cũng sẽ lấy tiền đi chợ và bỏ vào cái thuộc. Như thời điểm này mà Sprout cùng cả DIC không chắc Gearbox thì Mauzi sẽ là người yêu góc lợi. Vừa rồi DeFi đã phải dừng ở top 6. YS, Namsi, Hải, Saki, JN rất nhiều người đang phải nằm lại, sau còn đó là 5 team và 13 tuyển thủ. Nhưng lúc này Gearbox còn lại một mình Jun mà thôi. Phong bo thu vào coi như là không thể cứu lại người đồng đội nữa rồi. Di chuyển coi như cũng là no hope luôn. Gearbox dừng cuộc chơi ở top 5. Và cái mạng này dành cho Mauzi Sport. Và bây giờ hãy cùng xem Hải Saiki bình tĩnh tự tin, và đó là một kill. Đây là một pha thi đấu mà chúng ta đã được nhìn thấy sự bình tĩnh từ Hải Saiki. Hải Saiki bị knock out rồi, bây giờ đó là tên SD bắt đầu lên tiếng. SD là cố gắng confirm, nhưng làm sao có thể confirm được khi ở đây là một smell đến từ Sprut Thái Lan, với Buriram United chính thức dừng lại vị trí top 3. Và bây giờ là quả lửa cuối cùng để có thể ép vào vị trí của Maoki. Và bây giờ đứng lên, giấy skill vị trí của Smell headshot đi được gà con rồi. Không còn nét trên tay của Jet, không còn fast, không còn nét. Thì bây giờ thì Jet chạy đi đâu đây? Bây giờ Jet chỉ có chạy lên quận mà thôi. Một cái top 1 17 kill dành cho Cerberus. Đang gần với con đường cách mạng đây rồi, Nicky lấy được mạng của Fia-chan. Và bây giờ đến tiếp tục mạng ở Crazy Sam. Và như vậy 5 kill dành cho SDV. Quá tuyệt vời với một cái sự ủng hộ của vòng bò. Và bây giờ chúng ta chỉ còn phải đối đầu với đó là Gen Z và Na'Vi thôi. Và đội tuyển của chúng ta đã biết được hai team này đang ở đâu. Đây sẽ là một tình huống song long độ hải của em ạ. Một tình huống mà là... Thôi, tôi sẽ không phát ngôn gì với cái vòng bò này nữa. Mà tôi xin nhường lời lại dành cho vị trí của Cường OT mà tôi, khi mà vị trí cách lại nằm xuống. Best to lock đổi mạng của Acer. Đúng rồi, bắn nhau đi. Bây giờ là vị trí của Rồng Châu đang đẩy lên và các thành viên phía team Genji Gold. Và đây là thời điểm SDB cần phải làm điều gì đó. Nó
phóng khoáng hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó nam tính và nó Việt Nam hơn. Rồi bây giờ Toto có được mạng của Best to Lock, trốn đi đâu còn sâu rộng châu Âu với chúng tôi này. 2 kill dành cho STV, 7 kill rồi. Ôi thôi, tạo vào 1-1-1-1 khổng lồ. Và như vậy là STV Sting Device Sport có được cho mình cái top 1-7 kill và đang có hai phải đến từ vị trí Nicky. Ăn mừng theo kiểu Mỹ luôn, đập tay rất gì và này nọ. Căn tròi này, cái vòng bò cuối cùng nó sẽ thu vào giữa mà thôi. Bắt đầu đấu skill đến với các thành viên bên phía STV cũng như là 4AM. Ai sẽ là người chiến thắng trong tình huống này đây? Nicky đang kê lại rồi, bắt đầu đẩy lên với các thành viên bên phía STV. Họ có thể làm được, đang là một tiếng 3v2, lợi thế vẫn dành cho các thành viên bên phía STV. Xnu đang kê lại và cỏ Fenover cũng vậy, bắt đầu trả nét ra. Và quả nét này bằng chính xác đó là một quả flash của tôi. Và bây giờ thì Tân Tô xảy rồi, 4AM chỉ còn lại một người, top 1 đến rất gần. Và bây giờ thì đó là một cái top 1 dành cho các thành viên bên phía Sting Device Sport. Và một top 1 để nói rằng hoàn toàn chứng đáng thì có thể đến phía STV. Hít vào đầu, Rumble đang giao tranh với các thành viên của For Angry Men. Quillet đã di xích đầu tiên nằm xuống. Tờ tổ vừa khều được một người, đó là Lu. Kill thứ 5 dành cho Sting Divide. Ra là rất nhiều sự khó chịu. Nét được giã vào, một quả nét giữa mồm và đó là mạng dành cho vị trí của Levit, Ozian, Anton Fox dừng lại vị trí số 3. Cái mạng của Zero Rumble khi qua đi là người phải nằm xuống. Còn phần kill cái mạng của Cherry Popping và giờ top 1 đang đến rất gần với 10 kill dành cho Sting Divide. Kỳ thì không sao cả, bởi vì chúng ta sẽ có thêm điểm, có thêm top 1 trong tình huống này với tổng số kill sẽ là 10. Yếu máu thôi, GG well play và Sting Divide có thêm top 1 với 10 kill. Rất tuyệt vời những chàng trai tới từ Việt Nam. Thêm một cái top 1 nữa dành cho Sting Divide ở trong ngày thi đấu hôm nay. Trong khi đó thì Divide đang muốn đẩy ra để giao tranh với Victor C khu vực ngoài bò. Liệu có phải là hợp lý hay không? Divide đang tự làm khó chính mình rồi đấy, được ném ra liên tiếp. Bò đang vào và cả hai team bắt buộc phải chạy nhưng Divide đang bị bắn vào. Nicky bắt được Zewi. Bây giờ thì sao đây? Z headshot đi về chiếu Rylan trước khi Izora nằm xuống với quả nết của Levit. Vâng, bắn quá ghê tới từ Divide và giờ thì chỉ còn lại một mình vị trí của Zono và đi mà thôi. Nicky ơi, làm gì đó đi và đó là mạng dành cho vị trí của Z. Thêm 4 kill nữa của Divide và bây giờ thì Talawat cũng đang cố gắng quẩy DMZ vì bị lúc nào. Bên phía AG chỉ còn lại một mình Talawat mà thôi. Ở một góc nào đó thì Tama vừa bị gục. Liên tiếp là giao tranh nổ ra, Victor Rai dừng lại ở vị trí số 4 và AG cũng đang gặp quá nhiều khó khăn. Talawat nằm rồi và có vẻ thì Amori Gaming cũng dừng lại vị trí số 3, 14 kill dành cho các thành viên bên phía của Divide. Và bây giờ sẽ chỉ còn hai team thôi, Divide và các thành viên của team Lookboy Ninja, nhưng đang làm tiếng 4v2 Đức Mỹ đối đầu với 4 thành viên của đối phương, một mình Đức Mỹ thôi. Khi đội ngoại chúng ta vừa bị nằm xuống rồi, Đức Mỹ cố gắng nhưng đó là không thể khi Aleo headshot Đức Mỹ là quá nhanh chóng. Và Divide một cái top 1 với 15 kill, mặc dù đã có cho mình được chắc suất đi tiếp ở cái vòng Global Championship rồi. Và các thành viên bên phía Vic Steam Ride đã dừng lại, nhưng vừa rồi thì gà nhà đánh nhau và rõ ràng là cái team đều không có lợi. Và bây giờ thì Duckman đổi được mấy đây? Duckman thôi xong rồi, 2 kill để cho Duckman đổi xuống một con phơm mạng rất nhanh. Vì vậy mất đi 2 player trong một tình huống mà ZV leo đi thẳng đường hàng, 2 player đi một đường thẳng rất khó chịu. Và bây giờ thì đang muốn công lên Divide, muốn công lên Duckman không hề biết điều đó. Bây giờ thì bắn lỗi trạng của Levit, knock out được Duckman rồi, là vào một con phơm kill thôi chứ chờ cái gì nữa đây. Em có lẽ sẽ chắc chắn là bị con phơm rồi, không có cơ hội để cứu. Nhưng đây, chúng ta lại thấy một ninja nữa tới từ Victim Reality, đó là Jaxi. Trốn đi đâu, trốn đi đâu, đi đâu con sâu. Tôi không hiểu Duckman vừa rồi nghĩ cái gì mà anh ấy bò hẳn một vòng tròn trái đất luôn, trong khi đó đồng đội anh ở rất là xa. Nicky rõ ràng phải biết được đối phương ở đâu, và giờ Nicky đã thấy bắn vào từ Nicky. Nhưng không được rồi, Pyokyo là người bắn tốt hơn nhưng mà Nicky không hề có scope cho tiêu vừa rồi. Levit hạ gục một đàn Malo. Bây giờ thì còn một kill hay không đây? Một vết một, một vết một. Vâng, rất căng thẳng, thời điểm tại thì không thể cứu được nữa khi mà vòng đang thu vào. Đây là một vòng bò đốt rất đau. Rất may mắn và bây giờ thì cứu thành công rồi. Nicky tiếp tục trèo lên khu vực nóc tảng đá nhưng lại là bị bắn vào. Pokoyo bị bò đốt chết rồi. Và tình huống là 1v2 là kiểu hình của Divide. Jaxi sẽ làm gì đây? Nicky đã có một tầm nhìn quá rộng và chắc chắn đây sẽ là một pha đổi mạng kịp thời thôi. Jaxi biết rằng Nicky ở trên tảng đá này nhưng không dám đẩy lên. Chúng ta hãy cùng chờ xem bò sẽ liếm vào vị trí của Jaxi trước. Bây giờ thì Nicky phải đoán được đối phương ở đâu chứ nhỉ? Bên cánh trái là hoàn toàn clear rồi, chỉ còn một vị trí duy nhất có thể đứng được, đó chính là dưới chân tảng đá góc trước mặt của Nicky. Đoán được ra đối phương ở đâu rồi. Bây giờ thì đang nhá rất nhiều từ Nicky, gây tiếng để cho đồng đội ở dưới có thể bắn được. Rất khôn ngoan, Nicky đã là người hút đạn, đã nhìn thấy đối phương. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống cả trên cả dưới, và cuối cùng thì Levit là người có mạng. Một pha hút đạn rất may từ Nicky, rất kinh nghiệm.
và các thành viên đến từ Brazil đang bị bắn ở đây. Người Thái thì có vẻ như không quan tâm đến những cuộc chiến này, và Việt Nam liên tục là những mảng đông tràn về phía các thành viên của Brazil. Hãy là hai bàn kêu dành cho nhìn rồi. Và Sam Bóng có được một mạng đến từ Canada đây, Meluke với cả chúng tôi này. Các thành viên của Canada rất khoanh tình, nhưng chúng ta cũng chờ đợi xem đây là thời điểm mà các thành viên đến từ đội tuyển Việt Nam bắt hồ báo. Cây mai chỉ còn một chấm thôi, nhưng Lê Vy cần phải nắm xuống. Meluke đang nhận cân, wow, ở đây kê tâm là cực kỳ nhanh cho đội tuyển Việt Nam đang chơi theo người Canada. Cây mai phải nắm xuống rồi, và Brazil sẽ được cứu, tôi tin là như vậy. Nhưng liên tục vào những quả nết để confirm đến từ vị trí của Lê Vy ở đây, bắt cực kỳ hồ báo đến từ đội tuyển Việt Nam. Đây người ta gọi là mát nhát chứ rồi, chứ không phải là hồ báo nữa. Và người Việt Nam, chúng ta clear hoàn toàn các thành viên đội tuyển Canada. Ôi tê ạ, đừng bắn nhau với cả người Việt. Không hiểu không đến từ nước nào. Ôi dồi ôi, mọc mày với cả chúng tôi này. Cái gì? Mấy cái ông Đài Loan này. Ôi ôi, con phơm ngay lập tức tới để view Levi. Nhưng đây là một quả đét hơi nông dành cho vị trí của Levi, mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Hai play đẩy luôn. Ở ngoài anh Chit đang làm phép rồi. Và ở đây một mạng tiếp tục dành cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam ngay từ round đầu tiên. Thưa các bạn, đây là round đấu đầu tiên, lắp được đối thủ cuối cùng đến từ Đài Loan rồi. Như ở đây Leverting luôn, và Việt Nam xem vô địch ở round đấu đầu tiên. Và bây giờ thì chỉ còn lại duy nhất một player tới từ Đài Loan mà thôi. Không, mấy ông Đức vẫn sống, nhưng đừng nào, đừng phải sớm em ơi. Lên tới đây, và Thiêu sắp tên một người nữa. Và giờ thì đó là một tình huống 3 vết, không đúng là 1 vết. Ngay từ đầu đầu tiên, cái gì đang xảy ra đây? Cái gì nó đang xảy ra tại giải đấu lần này? Tôi đã nói là chắc là chúng ta sẽ trả vài round. Nhưng từ round đầu tiên chúng ta vô địch được. Không phải rồi. Ủa, mặt kinh nhờ. Yeah. Alo. Có tin. Đấy, anh nhìn bên em mà. Bảo thật nhìn bên em mà. Không nói điều luôn, chắc chắn là nhìn bên em. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều ở những thời điểm cuối trận đấu. Bóng đang thu vào và chúng ta hãy chờ xem bóng bó tiếp theo sẽ như thế nào đây. Như vậy là Việt Nam đã nằm trong top 6 và chúng ta đang là một chiếc kẹp chéo rất hay ở đội tuyển Việt Nam. Rồi, một vài kẹp chéo thành công đến từ Sa Bò và Lê Vít. Một mạng dành cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đã nói rồi mà, một chiếc kẹp chéo mà chỉ cần Lê Vít bắn trước và bắn tốt thôi thì hai player Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Cơ liệu hoàn toàn đội tuyển Mỹ, và bây giờ thì chúng ta đã nằm trong top 5 rồi. Không thể tìm được, chỉ có 2 giây mà thôi. Rất nhiều kiểu bây giờ Pika bắn knock out với Sky. Một mạng nữa dành cho thành viên team SGD, 7 kiểu rồi. Long Ca cũng bắn cho đối phương cảm thấy rất khó chịu. Và giờ thì muốn pha bóng tới từ CJ18. Tầm nhìn của họ là quá tốt và số bốc là không đủ. Đó là điều chắc chắn, người đang rất cố gắng đi từ một đôi của 7-up. Nhưng không thể thoát được, Subang đã nằm xuống bởi Tataru rồi. Hai đấu 2, hai đấu 3 thì đúng hơn. Giờ đến vị trí của Mèo Ú, anh ấy đã muốn confirm kill Mèo Ú hết sát được Seamoy rồi. Và chỉ còn là một mình vị trí của Tatsu thôi. Top 1 là đến dễ thôi, tới từ vị trí của Mèo Ú. Highlight, và đó là highlight tuyệt vời Mèo Ú. Sẵn sàng làm những đuôi xuống hoàn tả một con đếch để hạ gục đối phương. Tuyệt vời dành cho SCD, top 1 với 14 kill. Thì mạnh, thì vai có vẻ tỉnh táo hơn, mà Nicky đã bị nhấp lên xây xa từ vị trí của Zen. Cứu thôi, ngài cứu nặng ngài cứu. Và móc máy rất khó trên đôi nhà giờ. Giờ thì nên cẩn thận với những điều móc máy. DMZ cũng đã đem sân cho Lê Sài Gòn rồi. Sánh xe tới non bộ nhà. Lợi thế vẫn đang mặt có lên đôi đi vai. Lần này thì chúng ta bắt buộc phải bắn cả 200% công lực. Đối thủ ở đây cực kỳ mạnh mẽ. Zen có được on boy nhà. Và anh đang đứng đi văn ở đây mất người rồi. Thì dấu hiệu có lợi đến anh với chúng ta. On boy nhà không thể được cứu. Zen tại sao lại đang di chuyển trong một góc cực kỳ thoáng ở đây, vẻ anh đang hút đạn. Hòn bò nhà chết rồi, Aleo đã nằm xuống. Mickey giờ trên xe đã phải xuống xe, có một xe sắp đổ đây. Xác định được ra vị trí của General Gaming chính là damage ở đây. Ngay lập tức Zen mở góc ra. Các thành viên của Divine đang quay AG lại, nhưng hãy nhớ rằng ở phía xa Đắc Mè chính là nhân tố khiến cho Divine không thể vô địch ở round đấu đầu tiên. Cũng đang có vẻ như muốn thực hiện một cái video gì đấy. General Gaming đã nằm xuống rồi. ADK đến từ AWT1 cũng là một cái mục tiêu đang là một cái dấu hỏi rất là lớn.
chạm bò nào, mất máu dần dần. Đây sẽ là đối thủ của Aleo. Ồ, không nhìn bét đúng không? Ồ, nằm nào, cái gì? Ồ, 28 máu rồi, các thành viên của Divine cần cẩn thận hơn trong cái tình huống này. Kỳ là căng thẳng. Tuy nhiên chúng ta đang có lợi thế về một người thôi. Nguyên ngồi máu tới đi General, liệu Z có nghe thấy footstep hay không? Duckman thì vẫn đang cố gắng sinh tồn những cứu trả smoke ra của mình. Quá nhiều lợi thế cho Divine. Liệu có lấy được cái top 1 trong round thi đấu bản lề này hay không đây? Một góc mà các game của AG họ có thể từ trên cao nhìn xuống. Duckman bị nốc về ADK rồi, confirm luôn. Dấu hiệu tuyệt vời của chúng ta. Z, anh ấy vẫn biết ở trên khu vực đầu mình có vẻ như là không ổn lắm. Z tiếp tục trên góc nhìn của General Gaming. Ui, xoáy chất nhỏ. Nhưng bây giờ thì mo liếm nhưng rồi. Chết rồi và 1-3 vô địch cho chúng ta chăng? Winner và cuối cùng như đã nói. And Divine will take down and finish NBS as Na'Vi and Nip are both finished off. And now Divine throwing nades downhill. Moody will go down first. K-9 and Nerf now having to react. The AK getting up close. The K-9. Ooh. K-9 just moving up the side. Divine, I think, has the advantage here. This is now not looking good for Cloud9. They're just pushing this top side of the hill. Now Nerf, the last man standing. He's going to have to back off and prone just to try and save a little bit of time. But Nerf will be finished off. And just like that, Divine, in one fell swoop, takes down all of Cloud9 and cleans up the shooting range side with 7 kills. Again, I was gonna say, if Divine doesn't try and finish off FaZe, the Bush Hunter's going. Now only Yempi left standing, and it will be Divine finishing off FaZe, securing second place. And this is looking all Divine all the time, as OMG is trying desperately to survive, but it's just not gonna happen. Divine Esports take game number 2 with 14 total kills. Divine now, they're using this opportunity to the best of effect. They see all the prone members of OMG. The spam does come out and very quickly will clean up OMG. So Divine, gotta start now because the blue is. I mean, it's a 3v1. This is gonna be super hard for him. Morningstar actually will get taken out by Levis, so that's no points going to FaZe. The smoke have come out, but this is looking like all Divine, and Divine will finish off the game and take another victory here in game number 1 on Erangel on day number 3. But Divine's gonna get the res and they're gonna stay 4 strong. And Santi's been spotted, and just like that, he's not gonna get finished off, but he will actually go down. That looks like he might escape their game. And I think Pokemoladoy might be on fire here in a second. Yes, yep, he is. Good Molly. Crispy Pokemoladoy, and that's gonna be it for him. So nice little Molly there. And guys, Divine check to avoid the nades and everything else that's gonna be coming his way here in a second. Here comes another Molotov that's right inside, and Elite Player is gonna be the second guy cooked alive by Divine Esports, who secure game number 1 with 7 total kills. They punished that, and they still had 4 strong because they weren't part of that fight at all. Part of this game was managing resources, and Divine just had to use it. He can't move at all. This is brilliant. Get up on the block, Monkey! Oh, standing as well. Commits to it. Nikki's got him from a long ways away. That's brilliant from him. Jip so far, he knows there's a player. They spotted him through the smoke. And yeah, Pugamoto, they're taking down Sado. Pokemon is going to be taken down by... Oh my god, they've Na'Vi given themselves up. They tripped over themselves. You're right. The team kill slowed them down. They couldn't run away fast enough. Securing them but second. This is a bunch of vampires in Dracula's country of all places, just looking for one left over. K-9 does well to survive that, by the way, because Vitality had him pinned for so long. So Cloud9 just picking up that second place, considering the lead they already have and the kills that they got today. That's not bad at all. In 1v4 though, Divine pick up yet another win. Is it their third, second or third? Sure, Divine 1, 2, 3. They have the 3 already, so this is the 4th, even better. Ném flash và dùng chảo của người ta. Chảo đang ở trong nhà. Divine nó có cơ hội có cho mình top 1 ở trong trận đấu này và tiếp tục bỏ xa top tiếp theo. Và đây là một tình huống mà thảm sát đấy. Ngôi nhà này. Divine chỉ cần bật mic lên và bảo với đối phương là các đúng bạn. Rồi. Và các bạn biết các bạn giống với cái ngôi nhà bọn mình đang ở chỗ nào không? Đó là các bạn làm gì có cửa. Và bây giờ General chết rồi. Vào rồi. Và đi Thanawat đi ra ngoài rồi. Thanawat bật chết rết, nhưng mà chúng ta có double pick cùng nhau cả Nikki ở trong cái tình huống này khi mà vòng đang to thì ở đây có vẻ như cái việc vào rồi đẩy lên. Thanawat nằm xuống muốn ăn máu, nhưng bây giờ tôi thấy được là Nikki cũng đang nằm xuống ở đây. Tôi không biết AG định xử lý như thế nào đây. Xe chạy. Oh.
niên của Dubai. Five Star là rất nhiều, 4 team, 12 player còn sống. Trong đó chúng ta đang còn tới 2 team Việt, ở đâu còn mỗi Redmi Five Star thôi. Có vẻ refund đã bị clear và bây giờ Redmi Five Star họ đang bắn qua, đang knock out, còn còn được một người. Just Moment đã phải nằm xuống. Liệu Redmi Five Star có phải là một trong 4 team đi Macau hay không? Vẫn đang phải chờ xem tất cả sẽ được quyết định ở họ thôi. Bởi bản thân 4 player sẽ là người quyết định mình có được đi Macau hay không, chứ không phải là vòng bo nữa, khi vòng bo đang là quá đẹp cho họ rồi. Rất khó có thể là xảy ra tình huống đó. Redmi Five Star sẽ bắn nhau với cả hai người như vậy, nhưng ngay lập tức thì mèo lại knock out thêm một người. Và ba lock đã bị confirm bởi Tích. Zeta cùng cho mình đẹp mạng và đẹp mốt. Bên phía team Redmi Five Star họ vẫn đang còn nguyên 4 người, và trong khi đó chỉ còn 8 người vòng bo cuối thôi. Hai team còn lại mỗi team cũng chỉ còn 2 người. Vị trí của Tích cũng đang bắn qua rồi, và nhìn qua Angai MSI bị knock out. Và đó là tình huống 2 bet 4. Bây giờ Tích đang nổ súng và Tích có chơi double knock out này. Top 1 cho các thành viên bên phía team Redmi Five Star hay không? Vâng, vẫn đang là một bet 4. Lợi thế là Redmi Five Star đang là quá nhiều. Đã nhìn thấy vị trí Avok, ông cũng đang bị bắn. Ông Tích đang knock out rồi. Mèo cũng đang bị knock out, bị confirm. Lại làm 2 bet 1 rồi. Snake đã cho mình được mạng Avok rồi. Bây giờ là cái khoảng thời gian mà Redmi Five Star họ cần phải chơi rất cẩn thận, và đó là top 1 dành cho Redmi Five Star. 10 kill. Đó là một trận đấu của Redmi Five Star, họ thể hiện cho mình khả năng combat vượt trội so với những team còn lại. Chẳng là không có đợi việc gì rồi, Gam và MET hết. Ui, hay, đến từ Thành Trung. Thành Trung. Thành Trung đã phần nào hả? Ông là một thành viên. Hạ chê! Ba! Hạ lươi à! Viên cộng number one bro. Bây giờ thì Thành nó phải là như thế. Nó là đẳng bạn. Cắt cổ không nói nhiều. Cắt cổ luôn. Levit đã bị đọc xét tập một phát rồi. Và Levit có lẽ phải đi tiêm phòng ngay lập tức rồi. Đồ đợi đang chờ đồng đội. Bảo đây bây giờ thì 24 kill. 24 kill và clear 6 team cho bên phía Tiddy Vy. Đây sẽ là một kèo còn 3 team, đó là tôi chưa biết có cứu được Levi hay không, nhưng sẽ cứu được 4 đấu 1. Và bây giờ thì đang bắn ra. Ở đây tôi tin rằng Divine sẽ sớm vô địch ở trong round đấu này rồi, quẩy sớm luôn. Và bây giờ như nào, một mạng bị gạt giò thành công rồi. Mad Dog bên phía của Dog đang ở trên. Oh, gạt giò đúng là như bỏ luôn ở đây. Và Rod sẽ bị giết ở đây rồi, tôi tin là như vậy. Chỉ còn có 2 team nữa rồi. Nicky ở đây. Bây giờ Nicky di chuyển qua, nhưng bây giờ ngay lập tức thì có tình huống 4 đấu 2. Chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng được trong round này. 26 kill. Chuẩn bị 27 kill rồi. Bây giờ vị trí dây leo. Trong đó tình huống 1 vết 4 khó vị trí Emperor rồi. Emperor đang bị bó ở khu tảng đá. Chắc chắn bên phía team Divine họ sẽ ném nét qua. Vẫn còn nguyên 4 thành viên, 9 kill vị trí Nicky, 26 kill. Và bây giờ nếu mà có thêm 1 kill nữa đó là 27 kill. 27 kill. Nếu họ có liền với Thái Lan đồng nghĩa việc khả năng cao có top 1. Bây giờ Pino bắn sớm. Pino chúng ta sẽ cùng tiếp tục dâng lên để tấn công vào team Real. Rồi Pino vẫn sống và chúng ta sẽ cùng quay trở lại trong cái tình huống đó. Kéo biệt rồi. Cứu cơ. Vậy là có cứu hay không đây? Bên phía của team Refund ăn một quả nết và bị knock hai người, đó là Fun Kim cùng Pino. Nhưng bây giờ tuyệt vời là team Mèo Hai. Bây giờ chỉ còn 3 team thôi. Chip có bắn vào làm cơ hội không đây? Cơ hội top 1 cho Vipan, cơ hội điếc ở ngay trước mặt rồi. Anh Đồ không bao giờ nói dối cả. Anh Đồ đã sử dụng bao ly tiền rồi. Anh Đồ đã thầu cả giải này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem
Kang Helen đã bị nốc ở đây rồi, không ổn một tí nào và sẽ là một kéo. Bây giờ Kang Helen nằm xuống nhưng cả hai team Gram cùng với đó Real chỉ còn một thành viên, trong khi đó Refund còn nguyên bốn người. Chúng ta ở đây đi được rồi, chúng ta ở đây đi được rồi, game ơi, chúng ta đi ăn xúc xích nữa, chúng ta đi ăn xúc xích nước chua nước Việt. Mẹ ơi, mẹ ơi, cùng cho mình được mơ một thành công. Bây giờ là một set bốn, chúng ta đi lên, nó là Refund, nó khó lên. Bây giờ Refund vẫn đang còn một người. Chúng ta cần Nai đẩy sớm bớt à? Chúng ta cần cẩn thận với Mikoy. Vâng, Mikoy cùng với cả Nai ở bên trong hầm. Bây giờ thì Phan họ chỉ cần canh cửa hầm thôi là họ sẽ thắng. Đây sẽ là một trong những chiến tích vô cùng lịch sử nếu như Refund Gaming có được top 1 tại một giải đấu thế giới mà lại là còn thể thức MVP nữa. Rồi, thì cái tên sừng sỏ của thế giới. Mẹ, Refund họ đang check xung quanh rồi, có vẻ như họ đoán ra đối phương ở trong hầm. Đi giày chip bị bắn hạ rồi nhưng Ghost Gaming dừng lại ở vị trí thứ ba. Chúng ta đoán được đối phương ở trong hầm rồi, chỉ cần né liệu mà thôi. Không còn né, buộc phải chạy ra. Không còn né nhưng đối phương bắt đầu nhá ra rồi. Xả đạn vào bên trong, phang kiếm lao vào bên trong và đó là tuyệt vời, chín mạng